Dạ xin chào anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Hôm nay thì em Sinh Lê đang có mặt ngay ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để đi review cho anh chị mình xem một cái thửa đất vườn, diện tích cực kỳ rộng và giá cũng cực kỳ rẻ nha anh chị. Đất thì bám mặt tiền đường bê tông này là đường bê tông của nhà nước. Đất bám mặt tiền đường này là được 30m nha anh chị. Vị trí thì nằm ngay lô góc hai mặt tiền đường. Mặt tiền phía trước là mặt tiền đường bê tông của nhà nước ha. Ở đây cái mặt tiền này. Và chiều dài sau vào á là được 80m nha anh chị. Cái hậu sau của nó thì gần 100m ha. Trên đất thì đã có sẵn nhà, vườn, ao, chuồng. Đó. Vị trí này thì chủ đang ngộp bán với giá cũng cực kỳ hợp lý nha anh chị. Chỉ có 395 triệu một sào thôi. Anh chị nào quan tâm cùng em Sinh đi tìm hiểu cái vị trí này nhé. Thì trước khi mà em Sinh sẽ dẫn anh chị mình vào xem cái vị trí lô đất cụ thể hơn, thì em Sinh sẽ giới thiệu qua về cái vị trí này cho anh chị mình. Những anh chị nào mà ở xa mình chưa biết cái thông tin cụ thể thì mình theo dõi nhé. Thứ nhất là đất là nằm ngay trung tâm của ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và nằm trên trục đường bê tông, đường trước mặt là đường 5m, đường này toàn bộ là đường thông hết anh chị ha. Hướng trước mặt anh chị mình thì đây là hướng mà anh chị mình ra ngay chỗ ngã tư Vĩnh Tân nhá. Thì từ cái vị trí em Sinh đứng mà anh chị mình ra ngã tư Vĩnh Tân á thì nó rơi vào tầm khoảng là 3 km nhá. Ngay ngoài chỗ ngã tư Vĩnh Tân thì có đầy đủ những tiện ích sống như là chợ Vĩnh Tân, nhà thờ, giáo xứ, ủy ban xã, rồi công an xã, trạm y tế và bách khoa xanh, là đầy đủ tiện ích sống ngay chỗ ngã tư Vĩnh Tân nha anh chị. Còn cái hướng bên tay phải em Sinh đây thì đây là cái hướng mà anh chị mình sẽ di chuyển ra ngoài ngay cái chỗ cây xăng Ông Đống, đối diện là Hoàng Tử Bé nha anh chị. Và từ vị trí đất của mình ra đường tỉnh lộ DT767 á, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 1,5 km thôi nha anh chị. Ở ngay đầu đường thì cũng có đầy đủ những tiện ích sống luôn, như là quán ăn, quán cà phê, tạp hóa. Nói chung là tiện ích sống xung quanh rất là gần, chỉ có tầm khoảng 2-3 km đổ lại là đầy đủ nha anh chị. Ở đây mà anh chị mình di chuyển ra ngoài quốc lộ 1A ngay chỗ ngã ba Trị An á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 12 km nha anh chị. Và anh chị mình di chuyển ra ngoài khu công nghiệp Sông Mây á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 10 km. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 30 phút để mình đi làm ha. Ở đây thì đặc biệt nó cũng rất là gần thành phố Biên Hòa. Ở đây anh chị mình lên thành phố Biên Hòa ngay chỗ công viên 30 tháng 4 á, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 20 km thôi. Và đi lên trung tâm thành phố Biên Hòa thì nó rơi vào tầm khoảng là 25 km anh chị ha. Vị trí này mà anh chị mình di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh ngay cái chỗ công viên Suối Tiên á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 40 km anh chị nhé. Nói chung là cái thời gian anh chị mình di chuyển nó cũng rất là gần. Hàng xóm ở đây thì xung quanh đã ở tương đối rất là đông. Đây, anh chị mình nhìn ha. Đó, hàng xóm ở tương đối rất là đông. Và trên cái tuyến đường này là tuyến đường thông, cho nên là xe cộ di chuyển đi lại cũng tương đối rất là tấp nập. Còn cái vị trí đất của mình thì điện lưới quốc gia internet là có sẵn nha anh chị. Đất của mình là có đầy đủ, có nhà cấp 4, có ao, có chuồng anh chị ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào mình tham quan ở phía trong nhé. Thì hiện tại là anh chủ nhà, anh không có ở đây nữa nha anh chị. Cho nên là đã đóng cửa vài tháng nay rồi. Hiện tại thì cây cối này, cây cối ở đây là trên cái đất vườn ha. Cây cối thì không có người tưới cho nên là nó hơi heo hắt anh chị. Đó. Khi mà anh chị mình đi vào tầm khoảng 20-25m á, thì ở trong này á, là cái ao ha. Trên đất của mình thì đã có sẵn 2.600m2 là cái ao như thế này rồi anh chị nhé. Nhưng cái mùa này á, là mùa khô và anh chị chủ người ta không có ở đây nữa, cho nên là cái ao này á, nó cũng không có nước nha anh chị. Nếu mà mình tới đây mình ở, mình săn sóc được á, thì mình nước ra vào mình bơm thêm nước á, thì mình chăn nuôi ở dưới này ha. Với 2.600m2 đất ao thì anh chị mình có thể thuận tiện là thả cá, hoặc là mình có thể cải tạo lại thành một cái hồ câu cá giải trí cũng được ha. Tại cái vị trí này thì cái diện tích ao nó cũng rất là lớn và cái vị trí nó cũng nằm ngay trung tâm luôn. Anh chị nào mà mình mà muốn thì mình có thể cải tạo lại thành một cái khu giống như là
khu ăn nhậu mà ở trên thì mấy cái chòi chòi, còn ở dưới á, là cái ao cũng được anh chị nhé. Dưới mình thả cá, còn ở trên thì mình làm quán nhậu sân vườn, mình làm chòi ở trên á, đó là tùy cái mục đích của anh chị ha. Còn nếu không á, thì anh chị nào mà mình có nhu cầu, mình muốn về đây mình chăn nuôi, mình trồng trọt cũng được nha anh chị. Diện tích lớn, giá thì rẻ, chỉ có 395 triệu một sào thôi. Thì ở trên đất á, là mình chăn nuôi, mình trồng trọt, còn ở dưới ao á, là mình thả cá nha anh chị. Đây, đây là cái đường vào nha anh chị. Đường này là đường 5m ha. Cái đường này á, là đường nội bộ, đường lối đi chung thôi. Còn cái đường bê tông ở ngoài á, là đường nhà nước anh chị nhé. Thì cái nhà của mình thì đã có đường điện, đường internet vào tận nhà rồi anh chị nhé. Ở đây á, thì chủ yếu là người ta sử dụng giếng khoan thôi nha anh chị. Đây, cái thay đất ở trên nhà của mình cũng tương đối rất là cao nha anh chị. Em xin thấy cái vị trí này thì giá nó cũng rất là rẻ. Anh chị nào mà mình có nhu cầu mình về đây mình tăng gia sản xuất, mình nuôi trồng á, thì đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý nhá. Đây, thì cái chiều dài lô đất của mình thì nó tới đây nha anh chị. Đây, cái bờ ranh của nó tới đây ha. Ở trên mình á, là cao, còn ở dưới kia là thấp, là nhà hàng xóm ha. Đó, nó ôm bờ ranh như thế này anh chị nhá. Đây là cái đường vào căn nhà này. Rồi, anh chị cùng em Sinh vào trong để mình tham khảo cái khu ở trong nha anh chị nhá. Đây anh chị ha, hiện tại thì em Sinh đã vào trong. Ở trong cái căn nhà của mình thì có một vài cây ăn trái. Ở đây có cây vú sữa này. Nhưng rất là tiếc vì mấy hôm nay trời nắng mà không có người tưới á, cho nên là cái quả nó héo anh chị này. Rất là tiếc ha. Anh chị nào mà mình thích thì mình tới sớm để mình tưới cho nó sống nhá. Chứ tới trễ quá, sợ nắng quá nó chết nó tiêu á. Rồi, còn đây là căn nhà của mình nha anh chị. Căn nhà này á, thì nó chỉ được một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ thôi nha anh chị. Hôm nay thì em Sinh quên không có mang chìa khóa đi ha. Đó. Căn nhà này xây chiều ngang tương đối rất là rộng. Chiều ngang của nó phải rơi vào tầm khoảng 8m anh chị. 8 cho tới 10m ha. Đấy, chiều ngang. Còn chiều dài á, thì chiều dài này chắc là 8m, chiều ngang là 10m anh chị. Căn nhà 80m² ha. Ở phía sau căn nhà thì có một cái chuồng nuôi heo nha anh chị nhá. Thì đây, em Sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem chuồng nuôi heo ha. Cái chuồng nuôi heo của mình đây. Đó. Cái chuồng này thì hồi trước á, là chủ nhà người ta ở phía trước, sau ở phía sau này á, là người ta nuôi heo ha. Còn ở dưới á, là người ta đào ao thả cá. Đó. Đây, em Sinh sẽ dẫn anh chị mình vào xem cái chuồng nuôi heo này. Em Sinh thấy là chủ nhà cũng đầu tư tương đối rất là quy mô nha anh chị. Đây ha, hai bên. Em Sinh đang đi bên này trước ha. Đó. Ở bên kia thì nó cũng như vậy thôi, chỉ là thêm một gian nữa thôi nha anh chị. Và phía sau cái đất của mình á, thì nó tới cái bờ rào kia nha anh chị. Đó, cái bờ rào đó ha. Nói chung là mấy cái cây khô khô này là thuộc đất của mình ha. Còn bên kia là đất nhà hàng xóm, người ta đang nuôi ao á. Ta đang đào ao thả cá đó anh chị. Đó, cái đất của mình là tới đây là hết rồi ha. Là phía sau của nó là tới đó. Rồi, em dẫn anh chị mình ra, mình xem lại ở đường trước nhé. Thì ở đây tổng diện tích của nó là 5.320 m² á. Thì cái vị trí này hiện tại là đang quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Còn trên sổ là nó có hơn 3.000 m² là đất lúa. Còn lại là đất trồng cây lâu năm nha anh chị. Đây, đây là toàn bộ cái view, cái vị trí của cái căn nhà của mình nha anh chị. Đây, em Sinh đang quay từ đằng sau lại phía trước ha. Đó. Cái căn nhà này á, nó có một cái điểm yếu duy nhất. Đó là nó có cái đường hành lang an toàn đường điện nha anh chị. Và cái phần ao 2.600 m² này thì là dính cái đường hành lang an toàn đường điện ở đây anh chị nhé. Đó. Thì cái phần ao đó thì mình chỉ có nuôi trồng thủy sản, hoặc là mình trồng cái cây gì hoa màu ngắn ngày nó thấp thấp thôi, chứ trồng cây lâu năm thì không có được. Còn cái phần trước nhà này á, thì mình ở thoải mái ha. Phần phía trước đường bê tông và phần phía sau
cái căn nhà của mình thì không có dính hành lang an toàn đường điện. Chỉ có mẫu duy nhất là cái phần ao là dính hành lang an toàn đường điện thôi nha anh chị. Đó. Với cái mức giá chỉ có 395 triệu một sào, vị trí cách thành phố Biên Hòa chỉ có 20 km, có nhà, có vườn, có ao, có đường bê tông trước mặt, thì em Sinh thấy là cái vị trí này nó cũng rất là hợp lý ha. Khu dân cư thì ở xung quanh luôn. Thì anh chị nào mà quan tâm thì cứ bốc máy lên và gọi cho em Sinh ha, theo cái số điện thoại là 0985 747 863. Em xin cảm ơn và xin chào các anh chị nhé.